khối lớp nhỏ trường Mầm Non Hướng Dương, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Các con có biết không, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất là phức tạp. Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngoài việc rửa tay sạch sẽ, đeo khẩu trang đúng cách, thì các con phải nhớ thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe nữa đấy. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các con bài vận động được mang tên bật tách chân, khép chân qua 5 ô. Trước khi vào bài vận động ngày hôm nay, cô và các con cùng khởi động nào. Xoay cổ tay kết hợp với cổ chân, đổ chân, xoay hông, ngược lại. Giờ học của cô đến đây là hết rồi. Cô xin chào tạm biệt tất cả các con.